Hi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay tình hình dịch bệnh cũng đang phức tạp mà. Mình nay mình cũng bị thất nghiệp rồi. Mình đi ra ngoài đường mình mua đồ mà không ai bán hết á. Nên mình kiếm được mấy trái bắp. Nay mình nướng bắp ăn đỡ sống qua cơn dịch này nha mọi người. Đó. Thì giờ để mình làm cái lò nướng nha mọi người. Đây giết còn mấy cây cũng hết luôn rồi. Giết bị quay mấy clip hết củi rồi. Mấy cái bắp nãy giờ mình bỏ quên, nó khét ngạt luôn rồi, nó đen xì luôn rồi mọi người. Nhưng mà nó cháy vỏ thôi, giờ mình lột cái vỏ ra xong. Quá nóng luôn á. Nồng quá, nồng quá. Đây là một trái bắp mình đã lột xong nha mọi người. Thì bây giờ mình kiếm cái cây mình xỏ vô đây, xong mình bỏ lên mình nướng cho nó chín lại đều một cái nữa, nướng lửa than lại nha. Đây là một trái nha, còn giờ mình tiếp tục lột 5 trái còn lại nha. Đã lọc xong rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình còn mình lọc 6 trái lên đây, giờ mình bỏ lên đây mình nướng nha. Bỏ lên cái nồi này mình nướng nè. Đó. Mấy trái này nó bị khét, nãy mình đốt mình chở một khác về lấy nước uống. Nó bị khét. Lát mình bỏ khúc này, còn mấy cái nào mình ăn được mình ăn nha. Mấy trái này là mình phải chở cho đều đều nha mọi người, không mấy là nó khét hết luôn á. Nó sắp chín rồi đó. Cái này chưa gì đó, nó đã thơm rồi nha mọi người. Lát mình mà chép mỡ hành vô nữa nó còn thơm dữ nữa đó. Giờ lửa than nó cũng sắp tàn rồi, mình nướng tranh thủ mình nướng cho mình hạ thấp xuống cho nó chín. Cái này là ngon nhất nè. Ừ, trái này ngon nhất, lát về mình đem cho mẹ mình. Còn mình ăn mấy trái khác. Tạo quá. Cái này là mỡ hành đó nha mọi người. Mỡ hành mà có ớt ở trong nữa.
mình làm cây cay. Ở đâu mọi người thấy ớt trong không? À, ớt đó. Đó. Mình giờ mình sẽ chét lên nha. Chét lên mấy trái bắp này. Nó chín rồi, bắp nó chín rồi mình chét mỡ hành lên. Đó. Trời ơi. Mình tắm đó. À. Mọi người thấy đã không? Giờ mình để cho nó 1-2 phút cho mỡ hành nó dút vô cái trái bắp này nha, là nó mới chín xong mình nhắc xuống nha, quá đã luôn. Ôi, sướng gì bằng. Mấy trái bắp của mình đã chín rồi thì bây giờ mình thêm đi mình thưởng thức thôi nha. Quá đã luôn nha mọi người. Thơm quá. Nó sảy còn 37 luôn á. Thôi giờ là mình đem mình thưởng thức mình ăn thôi. Này là ăn chánh dịch corona nha mọi người. Giờ ra đường không ai bán gì hết á. Rồi thôi mình đem đi nha. Wow. Quá đã. Bắp đã chín mọi người thưởng thức với mình nha. Mùa này dịch corona ăn bắp chống đói mọi người ơi. Rồi. Ngon quá. Quá đã. Giòn luôn. Bắp này để nguội là nó cứng nha mọi người. Nó nóng thì ăn nó còn mềm. Mọi người thấy không? Quá đã luôn nè. Mọi người dịch bệnh mọi người nó ở nhà nha, đừng có đi lung tung nha. Đừng như bà Nhung mà đi lung tung, bà Trang đi lang thang. Đi tùm lum tà hết. Giờ còn nửa tháng ở nhà đó mọi người làm gì? Mình thất nghiệp ở nhà không biết làm gì nữa. Ngon quá. Tròn caramel chát. Ăn không? Ăn. Ngồi đây. Bị ăn cái nào mà khác bỏ da, có mấy trái nó bị khác mọi người, nãy mình như cái này nè, nãy nó bị khác rồi do mình nãy mình đốt lửa mình bỏ mình đi về. Mình để nước ra đây nắng, nãy nắng quá khác nước. Ngon á. Bắp nướng là ngon nha. Hồi xưa mình đưa bắp nướng như là 500 trái á. Lâu quá mình không ăn bắp nướng. Nghe chắc khoảng 15 năm. Giờ lỡ dành đi học để về 500 rồi mua bắp nướng ăn. Nhai mỏi miệng quá mọi người. Mỏi miệng thiệt á. Mẹ ăn một khô mỏi miệng hơn. Để mình nóng á. Thôi là mình mới nhắc xuống mình lên mình ăn liền á. Chứ mình để nguội rồi nó cứng như lá luôn. Cái này cũng cứng. Giòn. Mà mọi người thưởng thức mấy cái này nha. Mình chắc mình ăn trái còn trái đem về. Ngon quá đấy. Thôi ăn rồi mà mọi người nữa. Mời lại đi. Mọi người. Ngay không gắt. Nó dễ đau hai cái hàm ở đây luôn mọi người, như thổi bong bóng nữa. Trời giờ cũng 6 mấy à, chuẩn bị tối rồi nha mọi người. Mình cũng tranh thủ mình ăn về. Trời không mà ăn cơm ngủ, bây giờ dịch bệnh đâu đi ra đường được đâu. Còn đi đặt cá. Đặt cá giờ. Bây giờ nhiều người đi đặt quá, giờ không còn cá luôn.
mọi người thấy đẹp không? Và bây giờ mình tới đây cũng là tạm kết thúc nha mọi người. Nói chung là mọi người thời buổi dịch bệnh, mọi người là nên ở nhà xem clip mình đi, rồi đi ra ngoài đường lây bệnh tùm lum. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Nói chung bắp này rất là ngon, trắng trắng coi, trắng nó ngon. Thôi chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong clip sau. Thôi tạm biệt nha, bye bye.